Bước vào tuổi 98, dù sức khỏe giảm sút rất nhiều, nhưng cựu tù Hỏa Lò Nguyễn Tiến Hà, trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đầy tại nhà tù Hỏa Lò vẫn còn minh mẫn. Đặc biệt là ký ức về những ngày tháng gian khó mà đầy oanh liệt, hào hùng vẫn lấp đầy trong tim ông. Tháng 8 năm 1944, ông tham gia đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Cùng với các lực lượng cách mạng trong mặt trận Việt Minh, đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu có nhiệm vụ tuyên truyền để chuẩn bị cho khởi nghĩa. Đoàn được giao nhiệm vụ tuyên truyền trong nhân dân hiểu về tôn chỉ mục đích của mặt trận Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, kêu gọi lớp thanh niên đứng lên làm nòng cốt. Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu là cái đoàn thể của thanh niên, nhưng mà nó có một cái vị trí tác dụng chỗ là nòng cốt cho cái cuộc khởi nghĩa đấy. Thật ra là cuộc khởi nghĩa là do cái tổ chức của Việt Minh, nhưng mà đoàn thanh niên là người trực tiếp đứng ra tổ chức cái ngày 19 tháng 8. Từ trước bây giờ trong cái đô hộ của Pháp, mình cũng nhân dân có bao giờ được tỏ ý chí của mình đâu. Nhưng bây giờ là cái dịp mình tỏ cái ý chí của mình để ủng hộ cách mạng như thế là rất tốt. Thế và trong một mình thì rõ ràng là cái lực lượng của ta là áp rồi của Nhật. Thành công vang dội của đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu là việc xung kích phá cuộc meeting tuyên truyền do chính quyền Bù Nhìn tại nhà hát lớn Hà Nội ngày 17 tháng 8. Sự kiện đó đã trở thành cuộc biểu tình tuần hành của quảng đại quần chúng ủng hộ mặt trận Việt Minh, tạo tiền đề cho cuộc khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 thành công. Và ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhưng mà chúng tôi là những người trong đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, Việt Minh Hoàng Diệu, thì cái ấn tượng của mình ấy là ngày 17 tháng 8 năm 1945, và cái ngày trước cái khởi nghĩa đấy, thì nó có xuất phát, nó có được cái ngày đó thì nó mới có ngày 19 tháng 8. Là bởi vì ngày đó là ngày mà cái chính quyền Bù Nhìn Trần Đồng Kim ấy, cái hội viên chức của họ tổ chức cái meeting ở nhà lớn để đánh bóng cho cái chính quyền Bù Nhìn ấy. Nhưng mà mình tương kế tiểu kế thì biết cái kế hoạch của nó như thế, thì mình tranh thủ cái ngày 17 tháng 8 ấy để triệu tập quần chúng, anh em và đoàn viên thanh niên đến dự meeting ở đấy. Nhưng mà dự meeting không phải là ủng hộ chính quyền đó, mà biến cuộc meeting của chính quyền Bù Nhìn thành ra với cái cuộc meeting của chúng ta. Có cụ Quyết, bây giờ là cụ là đại tướng Nguyễn Quyết ấy, là bí thư thành ủy, thì mới triệu tập cuộc họp tối ngày 17 tháng 8 ở Dịch Vọng, nhà bà Hai Nhã, để bàn về cái việc quyết định khởi nghĩa. Thì trong cuộc họp ấy nhận định rằng quần chúng đang ngả về ta, tức là càng thế, và lực lượng của địch đã nghiêng ngả, và chính quyền Bù Nhìn bây giờ không có phản ứng gì. Và Nhật đó có hàng vạn binh lính ở thủ đô, nhưng mà nó cũng an ninh bất động, để nó lúc bây giờ nó đầu hàng rồi, đồng minh rồi, để nó chờ ngày về. Mình nắm cái tình hình đó cho nên là mình quyết định là khởi nghĩa. Khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 của Hà Nội như một tiếng vang mở đầu, lan nhanh, rộn đi khắp nơi, có tác động quyết định, cổ vũ và tạo điều kiện là kinh nghiệm để nhân dân các địa phương trên cả nước cùng khởi nghĩa giành chính quyền sau đó. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội, nơi có hơn 1 vạn quân Nhật chiếm đóng, đông nhất so với các thành phố, thị xã ở Bắc Kỳ lúc đó mà không phải đổ máu, đã cho thấy sự chủ động, kịp thời, táo bạo, linh hoạt, chớp thời cơ của Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội. Thế thì mình rất xúc động, là bởi vì từ trước bây giờ trong cái đô hộ của Pháp, mình cũng nhân dân có bao giờ được tỏ ý chí của mình đâu.
Nhưng bây giờ là cái dịp để tỏ cái ý chí của mình để ủng hộ cách mạng như thế là rất tốt. Thế và trong một mình thì rõ ràng là cái lực lượng của ta là áp rồi của Nhật. Sau cái meeting ở thành nhà lớn ra thì mới chia ra làm nhiều cái bộ phận nhỏ đã bố trí trước để mà giành chính quyền. Tức là một bộ phận thì ra, ta gọi là giành chính quyền Bắc Bộ Phủ, tức là cắm cờ lên cho Bắc Bộ Phủ là chính quyền của nhìn. Thì ta mới chia ra. Một bộ phận nữa thì đi vào chiếm sở đốc lý, tức là như là ủy ban bây giờ đấy. Rồi sở công an Hà Nội, cái công an quận 1 là từ công an Hoàn Kiếm đấy, ở chỗ phố Hàng Chống. Thì ta chiếm các cái trụ sở đấy. Và một bộ phận quan trọng nữa là đi đánh chiếm cái trại bảo an binh. Lúc bây giờ là bảo an binh là của lực lượng Bù Nhìn, là do Nhật nó đứng ra nó hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng đoàn thanh niên có nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia buổi lễ ngày 2 tháng 9. Khi đó, không khí, tâm trạng của nhiều người dân, đặc biệt là người dân Hà Nội đều sục sôi như một bó đuốc đang sực cháy. Bởi ai cũng nóng lòng đi dự xem đất nước sẽ có chuyển biến thế nào và nhân dân cũng muốn biết người lãnh đạo đất nước Hồ Chí Minh ra sao. Đoàn thanh niên Quốc Hoàng Diệu thì có cái trách nhiệm là giải thích cho quần chúng nhân dân rõ là sẽ tổ chức ngày 12 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình, và thanh niên Hoàng Diệu, Tô Quốc Hoàng Diệu thì làm việc tuyên truyền đi sâu vào trong nhân dân để tuyên truyền ý nghĩa của cái ngày đó và huy động cái lực lượng sẵn sàng đi dự cuộc meeting đó. Cuộc meeting 2 tháng 9 không những là ở Hà Nội mà là còn các cái nơi kéo về, ví dụ như là dưới Văn Điển kéo lên, Bắc Ninh sang, Gia Lâm sang. Thì như thế đoàn thanh niên Trung Quốc Hoàng Diệu của tôi, cái xe Bạch Mai được bố trí như thế nào? Đứng đối diện ngay với lại kỳ đài. Thế kỳ đài thì nó đơn sơ, do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh đứng ra làm. Đơn sơ tức là chỉ có cái bục bảng mà quay xung quanh là cái vải màu đỏ màu trắng. Hình ảnh đó không làm sao mà có thể phai mờ trong óc mình được, bởi vì cái ngày nó thiêng liêng như thế và nó độc đáo như thế. Nhìn lại quá khứ và kết nối đến hiện tại, có thể thấy 79 năm đã qua, những bài học về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn còn nguyên giá trị. Đó là giá trị về tinh thần yêu nước, ý chí tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.